có rất rất là nhiều bạn khách hàng đang ở trên livestream của Couple Tech ngày hôm nay rồi. Và dường như là các bạn đã rất rõ về những cái sản phẩm mà mình sẽ được tặng trong cái chuỗi ngày mà từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6 phải không nào? Và rất rất là nhiều bạn đang comment rằng là mình muốn được trúng điện thoại này, mình muốn được trúng iPhone này. Chính vì thế trên ngay từ đầu chương trình ngày hôm nay, Mỹ Linh xin được mời đến một vị khán giả vô cùng may mắn, vị khách hàng đã rất rất là gắn bó cùng Couple Tech của chúng ta và đồng thời cũng là chị khách hàng đã chiến thắng được chiếc Samsung Galaxy S10e trong buổi livestream ngày hôm trước. Vâng, xin mời chị Trịnh Thị Ngân Hà. Mọi người cho chị một tràng pháo tay nào. Đây ạ, à, các bạn ơi, các bạn comment gì đi nào. Đây chính là cô gái, không, chị Trịnh Thị Ngân Hà. Vì hôm trước có rất rất là nhiều bạn bảo Mỹ Linh là sao toàn là các chị em phụ nữ thế, chưa có cánh đàn ông. Tại vì các anh là chưa mua hàng nhiều tại Couple Tech. Còn chị Ngân Hà, Mỹ Linh nghĩ rằng là chị là một người fan hâm mộ đúng không chị? Là một người dân mua rất là nhiều hàng Couple Tech rồi đúng không nào? Đấy. Và đó là may mắn đã đến với chị ấy, đương nhiên thôi mọi người ơi. Và bây giờ thì Mỹ Linh xin được thay mặt cho các anh chị cũng như là các bạn từ phía Couple Tech được gửi đến chị lời chúc mừng cũng như là xin được phỏng vấn chị một vài câu hỏi. Chị sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng. Vâng. Đây xong chị vừa trả lời, chị vừa nhìn vào camera để các bạn đang xem livestream, các bạn cùng lắng nghe chị nhé. Thứ nhất thì em hay là chị thì em nghĩ là chị em phụ nữ mình khi nhận món quà lớn chiếc điện thoại thì mình đều có cảm xúc là vừa bất ngờ này, vừa vui mừng này. Thì không biết là khi mà chị nhận được cuộc gọi từ phía Couple Tech báo là chị đã nhận chiếc điện thoại, chị cảm thấy như thế nào chị? Trước đây giờ là mình đã yêu Couple Tech rồi, nhưng mà sau khi nhận cuộc gọi này là mình càng yêu hơn nữa. Wow, tình yêu dành Couple Tech ngày càng lớn này không nào? À, thế thì không biết là chị đã là khách hàng VIP mấy ở Couple Tech rồi chị nhỉ? Wow, VIP 3, tức là chị đã có một khoảng thời gian khá là gắn bó với Couple Tech đúng không chị? Một khoảng thời gian không hề nhỏ đâu. Thì chị cảm thấy thế nào với cả những sản phẩm đến từ Couple Tech cũng như là cái bộ sưu tập Take My Hand vừa ra mắt vào ngày 15 tháng 5 vừa rồi ạ? Từ trước tới giờ thì mình rất là thích các cái sản phẩm của Couple Tech nên mình thường mua cho cả gia đình mình dùng. Wow, mọi người nghe đấy không? Không phải một mình chị dùng mà cả gia đình đều dùng được đấy. Vâng, em cũng hiểu điều lắm vì em đang mặc chiếc quần jean Couple Tech đây. Rất là thoải mái chị ạ. Và cảm ơn chia sẻ của chị nhé. Còn bây giờ em sẽ không để chị phải mất thời gian nhiều mà sẽ mang tặng cho chị sản phẩm. À, em nói nhiều quá, để em sẽ mang sản phẩm đến cho chị. Đây, mọi người ơi, chiếc Samsung Galaxy A10, mọi người thấy không nào? Và ngày hôm nay thì Mỹ Linh sẽ không còn cơ hội được cầm trên tay nữa bởi vì nó đã thuộc về chị Ngân Hà. Thế chúc mừng chị. Vâng. Xin cảm ơn và mình xin cảm ơn các bạn đã nhường cái sự may mắn này lại cho mình. Và ngoài ra thì trong này chúng em còn có một cái cuốn catalog những cái sản phẩm trong bộ sưu tập mới của đây, bộ sưu tập là Take My Hand Summer Collection 2019 mọi người ạ. Đó. Hy vọng rằng chị sẽ ủng hộ Couple Tech thêm thật nhiều lần hơn nữa. Xin cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt đến chị Trịnh Thị Ngân Hà và tiếp theo sau đó chúng ta sẽ tìm ra vị khách hàng may mắn tiếp theo. Luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Couple Tech mọi người nhé. Và để Mỹ Linh xem nào, trong này thì có rất là nhiều bạn. Đây, ui, đồng bạn xem lắm rồi. Và có nhiều bạn cũng giống như là cái livestream hôm qua, thì các bạn tag bạn bè của mình, tag rất là ít, chỉ tag 1-2 người thôi. Thì Mỹ Linh xin được phổ biến lại luật chơi của mình một lần nữa. Đó là mình phải tag tên 5 người bạn mọi người nhé. Thì trong mỗi cái livestream mà có những vòng quay may mắn này, khi mà chúng ta thắc mắc rằng là làm thế nào để mình có thể tham dự cái vòng quay may mắn này, thì bây giờ Mỹ Linh sẽ phổ biến lại một lần nữa. Đó là mỗi lần mình mua hàng thì Couple Tech với cái hóa đơn trị giá 300.000 thì mình sẽ nhận một mã dự thưởng, và 600 nhận được 2 mã, 900 thì mình sẽ nhận được 3 mã, và cái mã số dự thưởng đó sẽ được quay đều ở trên cái màn hình này, rất là công khai, rất là minh bạch mọi người nhé. Cũng giống như chị Ngân Hà đã nhận được chiếc điện thoại vào buổi livestream ngày hôm qua. Và cùng với bên cạnh đó thì mình có những mini game. Mini game này thì vô cùng đơn giản luôn. Thứ nhất là chúng ta like này, share này, và sau đó tag tên 5 người bạn thân của mình vào, đồng thời là trả lời đúng câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra, thì các bạn sẽ nhận một voucher trị giá 300.000 khi mua hàng tại Couple Tech mọi người nhé. Mọi người ơi, với những bạn khách hàng nào đã và đang mua hàng thì Couple Tech và có những mã dự thưởng rồi thì mọi người đừng quên là mình sẽ còn hai phần thưởng cực lớn, đó là chiếc Samsung S10e và chiếc iPhone XS Max mọi người nhé. Chúng ta chỉ còn hai sản phẩm này vào ngày 30 tháng 5 và ngày 3 tháng 6, mọi người đừng bỏ lỡ livestream này nhé.
Và bây giờ thì ngoài hai chiếc điện thoại này ra thì Mỹ Linh sẽ quay lại giới thiệu những sản phẩm mà các bạn khách hàng may mắn trong ngày hôm nay hoàn toàn có cơ hội nhận được này. Đây là những chiếc áo thun đến từ thương hiệu CoupleTex cũng như là đến từ bộ sưu tập vào ngày 15 tháng 5 vừa rồi, Take My Hand. Đó, mọi người thấy không? Chất liệu áo thun thì vô cùng là mềm mịn và mát luôn. Đây, Mỹ Linh nghĩ là những bạn nào mà tí đồ công nghệ này, những bạn nào mà hay ngồi bên bàn làm việc này, rất là nhiều thì sẽ rất là thích cái slogan trên áo này, Work Hard, Dream Big, mọi người thấy không? Tức là giấc mơ của mình sẽ biến thành sự thật khi mà mình chăm chỉ làm việc này. Trong mẫu tiếp theo của chúng ta, là mẫu này thì cũng với cả cái slogan tương tự như vậy, có thêm chữ stay humble, tức là mình có thêm cái sự nhẫn nại này, cũng như là mình khiêm nhường. Và đồng hành cùng với slogan đó thì chiếc áo này màu cũng nhan nhặn và rất là nhẹ nhàng, êm mát hơn. Cái màu hồng này thì rất là trung tính này, nam hay nữ đều mặc được hết mọi người ạ. Wow, tiếp theo đó là một chiếc áo này là dành cho cặp đôi mọi người ạ. Chắc chắn là dành cặp đôi rồi. Bởi vì thông điệp trên áo mọi người thấy không nào? Một cái là Mr. Right và một cái là Always Right. Là sao ạ? Mr. Right là một anh chàng mà tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Always Right thì là quý cô rồi, phụ nữ thì bao giờ cũng đúng. Đây cũng là thông điệp mà CoupleTex muốn gửi gắm đến các cặp đôi mọi người ạ. Tiếp theo đây là gì nào? Wow, một màu xanh. Màu xanh này mọi người có nhớ trong livestream hôm trước không? Là màu xanh mà lấy hơi hướng từ bờ biển Ninh Thuận này. Cái màu trời nhưng mà pha với cả màu biển đó mọi người thấy không nào? Always Right cũng ở trong cái cặp đôi dành cho các cặp đôi này, mẫu áo dành cho cặp đôi. Mình nghĩ rằng là không chỉ các cặp đôi trẻ trung nữa mà các thành viên gia đình cũng giống như chị Ngân Hà vừa chia sẻ là chị luôn luôn là mua cho không chỉ là các bạn thanh niên này, còn mua cho cả hai vợ chồng mặc thành cặp đôi nữa mọi người thấy không nào? Đấy, các gia đình mà khi chúng ta có nhu cầu mà mặc thành áo đôi, áo bộ để cho tránh lạc nhau ở trên bờ biển hoặc là các khu vui chơi này thì đây là một sự chọn vô cùng thích hợp. Tiếp theo sau đó là một chiếc áo thun. Dáng này có vẻ là dáng cho nữ đây. Mọi người ơi, chiếc áo thun này có thiết kế vô cùng đặc biệt nhé. Mọi người thấy không này, ở dưới là mình có chữ in nhưng ở trên thì mình lại có cả những chữ thêu nữa. Đó, mọi người thấy không? Thiết kế vô cùng mới lạ và đặc sắc này. Kết hợp vừa thêu và vừa in khiến cho cái việc giặt của chúng ta là nó thoải mái hơn và mình đỡ lo lắng hơn. Trước khi mà giới thiệu về cái chiếc áo chống nắng này, chiếc áo chống nắng UV này thì Linh muốn mang cho mọi người một sản phẩm. Đây, sản phẩm vô cùng đặc biệt mà Linh nghĩ rằng bất kỳ thành viên nào trong gia đình của chúng ta cũng đều cần hết. Đó chính là một chiếc khẩu trang đến từ thương hiệu CoupleTex mọi người ơi. Chiếc khẩu trang này rất là dày dặn này, và đặc biệt là chống tia UV, như cái tác hại của ánh nắng ấy mọi người, lên đến 98%, cực kỳ tốt luôn. Mọi người thấy không? Đây, rất là xinh xắn. Và thiết kế này thì ôm sát vào mặt, khiến cho chúng ta là có thể là che chắn nắng được tối đa. Bởi vì ngoài cái việc mà nắng nóng có thể làm đen da của chúng ta ra thì còn một cái nữa, đó là những cái không khí này, bụi bẩn này, ô nhiễm này, cho nên khẩu trang là thứ không thể thiếu trong túi xách của chúng ta được. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc khẩu trang này lại còn đi đôi cùng với cả chiếc áo chống nắng này nữa mọi người ơi. Một cặp đôi chống nắng vô cùng hoàn hảo mọi người ạ. Đó, mọi người thấy không? Và ở cái chiếc áo chống nắng này, Mỹ Linh muốn giới thiệu cho mọi người kỹ hơn. Đó là nó không giống như những chiếc áo thun bình thường, áo khoác bình thường đâu. Bởi vì là ngoài cái việc mà chống nắng được này, ở bên trong còn có một cái túi lót hai mặt này. Đây, để mình có thể để những cái đồ mà mình rất là muốn giữ, như là những cái giấy tờ này hay là ví này, là mình cất vào bên trong là tránh để rơi khi mà mình chạy xẻ bên ngoài. Những các bạn là phượt thủ này, đi đường dài nhiều này, là mình phải có cái áo khoác như thế. Nó có hai cái túi bên trong, nó có một túi bên trong, một túi bên ngoài, thì mới có thể bảo vệ đồ đạc của mình phải không nào. Và hơn thế nữa là còn có một cái khe nhỏ thế này mọi người không này. Đó là để bạn nào mà có sở thích là vừa đi vừa nghe nhạc này, hoặc nhiều khi mình đang đi trên đường mà có cuộc gọi đến, mình không thể nào bỏ tay vào túi mình lấy điện thoại được phải không nào, thì mình có thể dùng tai nghe. Cho nên là đây rất là tiện lợi mọi người ạ. Ngoài việc mà mình đi lại trên đường phố này, đi phượt này, thì đây là Mỹ Linh nghĩ là một sản phẩm vô cùng hiệu quả và ai cũng cần phải có trong túi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn đầu tiên. Mời còn nhớ không ạ? Ở cái vòng quay may mắn đầu tiên này thì khách hàng của chúng ta sẽ nhận chiếc áo thun rất là xinh xắn đây, với slogan Big Dream, Work Hard and Stay Humble mọi người nhá. Rất là mạnh mẽ và cá tính phải không nào?
Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khách hàng nào may mắn sẽ nhận chiếc áo thun này đây. Và mọi người ơi, làm thế nào để mình có thể nhận được cái mã số dự thưởng này? Mọi người nhớ nhá, mình hãy mua hàng thì Couple TX này. Với mỗi đơn hàng trị giá 300 ngàn sẽ nhận được một mã dự thưởng mọi người nhá. Cái mã dự thưởng đó sẽ dùng để mình quay vào vòng may mắn này, mọi người nhớ nhá. Mình mua càng nhiều mã, mình mua càng nhiều đồ thì mình càng nhận nhiều mã. Và khả năng mà mình có thể trở thành khách hàng may mắn trúng chiếc Samsung Galaxy S10 cũng như là chiếc iPhone XS Max này càng lớn. Mình Linh sẽ xem là có các bạn của chúng ta đang online đang chia sẻ những gì nào. Tại vì rất là lo lắng là nhiều bạn là cứ nhầm là chỉ tag tên một người bạn của mình thôi. Và share thì lại không để ở chế độ công khai. Mọi người nhớ nhá, khi mình chia sẻ cái livestream này mình phải chia sẻ công khai để cho bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta cùng biết đến. Ok, có rất là nhiều bạn đang chấm hóng ở đây rồi. Mọi người ơi, thay vì chấm hóng thì mình tag tên bạn bè của mình vào cho mọi người cùng xem đi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay số nhá. Mọi người đếm ngược cùng Mỹ Linh nào. 3, 2, 1, quay số. Wow, để xem khách hàng nào là khách hàng may mắn đầu tiên trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn vừa tag vừa share đi nhá. À, có nhiều bạn đã, sau khi mà Mỹ Linh nhắc nhở thì đã làm đúng cú pháp rồi, là tag tên các bạn bè của mình vào này. Đúng rồi, mình phải tag đủ 5 người mọi người nhá. À, vòng quay đang quay đây. Xem ai là khách hàng may mắn nhận được chiếc áo thun này. Wow, mọi người ơi, hôm qua và hôm trước nữa rất là nhiều bạn bảo là hình như là chưa công bằng vì những khách hàng may mắn toàn là phụ nữ. Bởi vì hôm nay công bằng đến với chúng ta rồi. Vâng, xin được chúc mừng bạn Tuấn Anh với mã số dự thưởng là 718430 với bốn số cuối số điện thoại là 6286. Bạn Tuấn Anh đang online không ạ? Hôm qua thì có rất là nhiều bạn nam bảo là không thấy có con trai gì cả, không được. Thế là Mỹ Linh nghĩ là có nhiều bạn đã đến Couple TX để mua sắm rồi đúng không nào? Và sau khi các bạn mua sắm thì các bạn đã có mã dự thưởng và cơ hội của chúng ta trở thành khách hàng may mắn thì đang ngày càng lớn hơn rồi. Rồi, bây giờ trong lúc đợi bạn Tuấn Anh online thì bạn bè của Tuấn Anh có online thì cứ tag bạn vào đi nhá. Bây giờ thì với những bạn khách hàng mà còn vừa tag bạn bè của mình rất là nhiều rồi thì Mỹ Linh sẽ đưa các bạn đến với mini game ngày hôm nay. Mọi người còn nhớ thể lệ của mini game không ạ? Like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình. Sau đó thì trả lời đúng câu hỏi Mỹ Linh đưa ra nhanh nhất. Thì bạn nào mà trả lời làm đúng các bước đó và trả lời đúng nhất, nhanh nhất thì hãy lên CoupleTX.com vào 12 giờ ngày mai. Sẽ có tên các bạn trên đó đấy nhá. Các bạn đã tag nhiều chưa ạ? Đây rồi, có rất là nhiều bạn đang tag rồi đây. Đây. Mọi người, phần thưởng của mình đây nhá là một chiếc voucher trị giá 300 ngàn đồng dành cho khách hàng nào vừa like, vừa share, vừa tag đủ 5 người bạn của mình và trả lời chính xác câu hỏi cũng như là người nhanh tay nhất nhá. Mọi người sẵn sàng với Mỹ Linh chưa ạ? Mọi người sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng thì lên tiếng ở trong livestream nào. À, đợi một chút xíu nhá, mình thấy có bạn Thi Trang hỏi là mua hàng từ ngày nào thì được giảm giá hả admin ơi? Thì mình xin được trả lời là đây không phải là chương trình giảm giá nhá. Trang ơi, đây là chương trình khuyến mại may mắn. Cho nên là mình mua hàng từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 2 tháng 6 thì mình sẽ nhận được một cái mã dự thưởng với mỗi đơn hàng trị giá 300 ngàn. Và sau đó mã dự thưởng đó sẽ dùng để bạn quay số may mắn ở trên cái màn hình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến với mini game. Mini game thì bạn chỉ cần like này, chia sẻ ở trạng thái công khai. Sau đó thì tag tên 5 người bạn của mình rồi trả lời đúng câu hỏi MC đưa ra thì bạn hoàn toàn có cơ hội trở thành chủ sở hữu của chiếc voucher trị giá 300 ngàn này. Ok, bây giờ thì Mỹ Linh sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên mọi người nhé. Nhóm nhạc nào đã xuất hiện trong show diễn lễ kỷ niệm 10 năm của Couple TX? A. 365, B. Unify và C. là Da Lab. Wow, những bạn trẻ của chúng ta chắc chắn là đã biết đáp án ngay lập tức rồi. Chỉ quan trọng là ai nhanh tay là trả lời đúng này, like này, share này, là đúng theo các bước mà MC đưa ra thôi mọi người nhé. Mọi người nhanh tay lên nào. Và trong lúc mà mình đợi các bạn like, share này và ra đáp án thì Mỹ Linh sẽ đến với cả cái phần quà tiếp theo của chúng ta. Đây, phần quà may mắn tiếp theo của khách hàng. Đó là chiếc áo phông Ride và Always Ride. Mọi người thích mẫu nào hơn? Mỹ Linh thì thích Always Ride hơn.
Nhưng mà còn tùy thuộc vào xem là khách hàng của chúng ta là người như thế nào nữa. Xem lại là một anh giống như là anh Tuấn Anh hay là một chị như là chị Trang vừa rồi. Nào, các bạn ơi, các bạn đã like, share, đã tag chưa? Có nhiều bạn đang trả lời rồi. Linh đã thấy câu trả lời rồi. Nhưng mà có nhiều bạn là trả lời đúng rồi nhưng không tag gì cả. Các bạn ơi, tag nhiều lên nhá. Các bạn tag nhiều lên nào. Tag nhiều lên nào. Và bây giờ thì Milly xin được trả lời đáp án của chúng ta là nhóm nhạc đã xuất hiện trong show diễn lễ kỷ niệm 10 năm Couple TX đó là Đà Lạt. Wow, Milly nghĩ rằng câu trả lời này bạn nào cũng biết luôn. Chỉ quan trọng là bạn nào nhanh tay lẹ mắt thôi đúng không nào? Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng quay may mắn. Đây là vòng quay dành cho những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX rồi và sở hữu trong tay mã dự thưởng rồi mọi người nhé. Mọi người nhớ này, cứ 300 ngàn trên hóa đơn thì chúng ta nhận được một mã. Như hôm qua là có một bạn đã comment hỏi Mỹ Linh là mua 2 triệu 500 ngàn đồng thì mình nhận được mấy mã. Mọi người cứ chia ra thôi, sẽ được 8 mã. Thế thì khả năng mà mình có thể trúng được S10e cũng như là iPhone XS Max này vô cùng lớn mọi người ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm ngày hôm nay, món quà ngày hôm nay. Đó là chiếc áo thun mang cái slogan là Right, Always Right mọi người nha. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra người may mắn. Quay nào, quay nào, quay nào, quay nào. Xem ai sẽ là người may mắn nhận chiếc áo thun này mọi người ơi. À các bạn, các bạn vẫn đang không? Các bạn ơi, các bạn nhớ là phải tag 5 người bạn vào nhớ. Nếu mà tag 1 người thì không được tính đâu ạ. Vâng, và trong vòng quay may mắn ngày hôm nay với những khách hàng đã mua hàng tại Couple TX và có mã dự thưởng, xin được chúc mừng chị Phương với mã số dự thưởng là 719711 với 4 số cuối số điện thoại là 8338. Wow, số cuối rất là đẹp ạ, 8338 chị Phương ơi. Chị Phương online không ạ? Chị Phương ơi, chị Phương có online không? Nếu mà chị Phương có online, chị Phương hãy comment hoặc là để lại một cái thông điệp nào đấy để lại địa chỉ cũng như số điện thoại hay là cái phương pháp nào, phương thức nào đấy mọi người có thể liên hệ nhé. Như thế thì các bạn đến từ Couple TX mới có thể là liên hệ với chị để hỗ trợ chị nhận được giải thưởng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không mất thời gian nữa mà sẽ quay lại với những câu hỏi này để xem khách hàng may mắn tiếp theo nào sẽ nhận được voucher trị giá 300 ngàn đồng này của Couple TX mọi người ơi. Mọi người nhớ nhớ, nhớ like này, share này và tag 5 người bạn của mình. Sau đó để trả lời đúng câu hỏi mà MC đưa ra. Các bạn đã tag nhiều chưa ạ? À có nhiều bạn hỏi. Thì mình xin được trả lời lại một lần nữa là với mini game này thì đáp án sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai mọi người nhé. Bây giờ thì sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu số 2 của chúng ta là tông màu chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? A. Cam san hô vàng, B. Xanh rêu và C. là cả hai. Wow, câu trả lời này là quá dễ rồi mọi người, vô cùng đơn giản. Thế lệ thì mình cần like này, share này, tag bạn bè mình thôi. Mọi người nhớ tag đủ 5 người bạn này. Đó, thì mình hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc voucher trị giá 300 ngàn đồng này. Mọi người, câu hỏi này dễ quá, đơn giản quá, mọi người trả lời đi. Nhanh tay lên nào mọi người. Đúng rồi bạn ơi, mỗi câu là một tuần tác tên mọi người nhớ, mọi người phải tác nhiều vào. Mọi người tác nhiều mọi người ơi. Tác và share ra để cho bạn bè mình có thể cùng biết và cùng chơi mình nhé. Mình đang thấy là có rất rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi. Nhưng mà mình cần phải tác tên bạn bè và share nữa. Wow, xem nào, các bạn ơi, nhanh tay nào. Không thì sẽ hết lượt mất thôi, nhanh tay nào, vừa like vừa share nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm mà được tặng cho bạn khách hàng may mắn tiếp theo ở vòng quay may mắn. Đây mọi người ơi. Đây, chiếc áo thun màu xanh với thiết kế độc đáo mà Mỹ Linh vừa mới giới thiệu ban nãy. Đó là kết hợp giữa là mình in chữ này cũng như là thêu chữ này mọi người này. Đó, khi thế đấy có cái hiệu ứng 3D này, khi mình mặc là đứng ở xa vẫn cảm giác là chữ đang nổi lên mọi người thấy không nào? Rất là dễ thương. Và chiếc áo này sẽ là phần thưởng dành cho khách hàng may mắn trong vòng quay may mắn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay xem là những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX và có mã dự thưởng.
được chơi với cái vòng quay này thì ai sẽ là người may mắn ngày hôm nay? Mọi người nhớ nhá, ngoài những chiếc áo thun, những phần quà ngày hôm nay ra thì vào ngày 30 tháng 5 cũng như là ngày 3 tháng 6 thì mình sẽ có hai sản phẩm vô cùng lớn, đó là chiếc Samsung S10e và chiếc iPhone XS Max. Mọi người nhớ đừng bỏ lỡ hai livestream đó của Couple TX. Chiếc Samsung S10e vào ngày 30 tháng 5 và chiếc iPhone XS Max vào ngày 3 tháng 6, mọi người nhớ nhá. Còn bây giờ hãy đến với vòng quay may mắn ngày hôm nay. Cùng quay nào. Ôi, mọi người ơi. Các bạn ơi, mình tag 5 người bạn mọi người nhá. Mình cứ tag trước đi để lát nữa mình chơi mini game này. Rồi đúng rồi, có nhiều bạn tag rồi này, nhớ tag 5 nhá. Còn nếu mà ít hơn 5 là sẽ không được tính đâu mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với khách hàng may mắn trong vòng quay này. Vâng, xin được chúc mừng bạn Nguyễn Võ Anh Thư với mã dự thưởng là 716877. Bố số cố số điện thoại là 0390. Bạn Thư ơi, bạn online không? Bạn Nguyễn Võ Anh Thư ạ. Nguyễn Võ Anh Thư, bạn Thư chưa online thì sẽ có nhiều bạn của bạn Thư hãy tác Thư vào nhé. Để Mỹ Linh sẽ đọc một số bạn comment hỏi này. Couple TX ơi, chương trình mini game chuyến du lịch khi nào thông báo trao giải ạ? Bạn yên tâm là cái thông báo này sẽ có ở trên fanpage của Couple TX, hoặc là bạn có thể truy cập vào coupletx.com. Với những bạn khách hàng may mắn thì đều được xướng tên ở trên đó nhé. Còn những bạn mà vừa like, share giống như tag tên 5 người bạn của chúng ta làm đúng cú pháp, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe đáp án của câu hỏi trả lời số 2 nhé. Tông màu chủ đạo trong bộ sưu tập ra mắt vào ngày 15 tháng 5 mang tên Take My Hand của Couple TX có màu gì? Vâng, là đáp án C, tức là cả màu cam san hô, vàng và màu xanh rêu mọi người ơi. Đó, Mỹ Linh đã bảo rồi mà, câu trả lời của chúng ta đơn giản lắm, cả hai đáp án A và B luôn mọi người nhé. Cho nên là bây giờ chỉ xem là bạn nào mà like nhiều, share nhiều, tag nhiều và thật là nhanh thôi thì kết quả khách hàng may mắn sẽ được công bố vào 12 giờ ngày mai. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu số 3, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Câu số 3 là slogan của Couple TX là gì? Bạn nào mà ban nãy đã xem rất là kỹ livestream, những gì Mỹ Linh đã nói chắc chắn là vẫn còn nhớ, là Mỹ Linh đã từng nhắc sơ sơ về đây rồi. Slogan của Couple TX là gì mọi người nhá? Đó, mọi người ơi. À, có một số bạn vẫn đang trả lời câu 2 và đang hỏi. À bạn ơi, cái kết quả của câu 2 là C, cả hai nhé. Đáp án C, cả hai. Còn nếu mà bạn nào mà nhanh tay hơn thì mình sẽ là người chiến thắng thôi. Tại vì Mỹ Linh thấy là câu rất là đơn giản. Còn câu số 3 của chúng ta là slogan của Couple TX là gì? Mọi người nhớ nhá. Hãy trả lời nhanh tay nào. Wow, có bạn là trả lời bằng tiếng Anh, có bạn trả lời là bằng tiếng Việt và có bạn là trả lời song ngữ cả Anh cả Việt luôn. Nhưng mà ở đây là chúng mình sẽ kiểm tra ngoài ra còn cả viết đúng chính tả các bạn nhé, viết đúng chính xác này, viết đúng chính xác cái cụm từ này, cũng như là mình sẽ kiểm tra xem là bạn đã share chưa, like chưa và tag đủ 5 người bạn mình chưa nhá. Wow, có nhiều bạn trả lời chính xác lắm rồi, cho nên là Mỹ Linh sẽ công bố luôn mọi người ạ. Đáp án trong câu số 3, slogan Couple TX là gì? Đó là Waken Your Love, đánh thức tình yêu trong chúng ta. Mình thấy có nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi. Cho nên bây giờ chỉ xem bạn nào mà làm đúng thể lệ cũng như là nhanh tay nhanh mắt sẽ nhận được phần quà của Couple TX mà thôi. Phần quà của chúng ta đây mọi người nhớ, một voucher trị giá 300.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo dành cho khách hàng may mắn có mã dự thưởng. Đây mọi người ơi. Wow, cái mặt trong này rất là thoải mái này, chơi mọi người thấy không? Vừa rồi là khi mà Mỹ Linh cầm lên ở trên này nó đã trơn xuống này, bên trong này rất là mềm luôn. Đó, ở bên ngoài thì nó cái sợi vải nó sẽ sần hơn một chút. Còn ở bên trong rất là trơn, rất là mịn. Này các bạn nữ là thích lắm đây này. Mọi người còn nhớ cái thiết kế của chiếc áo này không? Thiết kế của chiếc áo này là có túi bên trong này để mình đựng rất là nhiều đồ,
mà mình quý, mình giữ gìn, mình rất là sợ làm rơi làm mất này. Như Mỹ Linh là mình rất là sợ làm rơi cái chứng minh thư này hay là giấy tờ tùy thân gì đó, mình cất ở bên trong này, túi có khóa kéo nhá. Và ngoài ra còn có một cái đường để cho mình bỏ cái dây điện thoại qua này, để nếu như mà trên đường đi mình có nghe điện thoại này hay là mình có muốn nghe nhạc ấy thì mình thoải mái hơn mà không sợ dây vòng ra ngoài và vướng mắc vào đồ đạc đó. Và đây chính là sản phẩm mà khách hàng trong vòng quay may mắn tiếp theo sẽ nhận được mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn với những khách hàng đã sở hữu mã dự thưởng rồi. Và xin nhắc lại thể lệ của chúng ta, đó là khi chúng ta mua một đơn hàng trị giá 300 ngàn tại Couple-tech sẽ nhận được một mã dự thưởng, và mua càng nhiều thì mã dự thưởng lại càng nhiều mọi người nhé. Và mọi người nhớ đón xem livestream trong ngày 30 tháng 5. Như ngày hôm đó thì chúng ta sẽ trao giải thưởng lớn nhất, đó là chiếc Samsung S10e, cũng như là ngày 3 tháng 6 thì giải thưởng lớn nhất của chúng ta sẽ là chiếc iPhone XS Max mọi người ạ. Còn bây giờ thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn. 3, 2, 1, quay! Xem ai sẽ là người nhận được chiếc áo khoác chống nắng này, vừa có che được tay này, cũng như là tặng kèm theo một chiếc khẩu trang chống nắng này và che kín cho chúng ta, khiến cho chúng ta là gần như là không tiếp xúc với ánh nắng, da mặt của chúng ta hoàn toàn được bảo vệ. Xem ai sẽ là khách hàng may mắn mọi người nhé. Vâng, mọi người sẵn sàng lắng nghe chưa? Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc Phượng với mã dự thưởng là 713398 với 4 số cuối số điện thoại là 1052. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Phượng ạ. Bạn Phượng có đang online không ạ? Nếu như Phượng đang online thì Phượng hãy comment vào nguyên số điện thoại của mình, cũng như là mình có thể là lên tiếng để cho các bạn nhân viên Couple-tech biết để các bạn sẽ liên hệ và trao giải cho Phượng nhé. Đây, mọi người có muốn xem lại món quà của Phượng không? Một chiếc áo chống nắng lên đến 98% tặng kèm theo một chiếc khẩu trang. Đây, thiết kế vô cùng ấn tượng. Và nếu mà mình đi buổi tối thì mọi người thấy không? Cái đường line này, đường line phản quang này. Đó, đường line phản quang này. Cái túi phản quang này. Đó, mọi người thấy không? Rất là xinh xắn đúng không nào? Và bây giờ thì Mỹ Linh sẽ xem qua livestream thêm là các bạn có thắc mắc gì không nhá. Vì lúc nãy thấy có nhiều bạn comment lắm, chắc là các bạn còn nhiều thắc mắc. Đây rồi, có rất là nhiều bạn comment. À, có bạn lại hỏi lại Mỹ Linh là đáp án của câu số 2 là gì. Thì Mỹ Linh xin phép được trả lời nhé. Là trong câu hỏi số 2 của chúng ta hỏi là tông màu chủ đạo của bộ sưu tập Take My Hand là gì? Đáp án A thì là cam san hô vàng, B là xanh rêu và C là cả hai. Thì đáp án chính xác của chúng ta là C là cả hai các bạn nhé. Đó, nếu bạn nào có thắc mắc thì Mỹ Linh xin được trả lời như thế. Còn đáp án của câu số 3 thì slogan của Couple-tech là gì? Slogan trong bộ sưu tập mới nhất ngày 15 tháng 5 vừa rồi, trong bộ sưu tập Take My Hand mọi người nhé, chứ không phải bộ sưu tập cũ đâu. Đó chính là Waken Your Love, đánh thức tình yêu. Đó, mọi người rõ chưa nào? Chứ có nhiều bạn, chắc là các bạn vào sau livestream nên là rất là thắc mắc, thì mình sẽ trả lời như thế. À, có bạn đang hỏi là quần jean mình đang mặc là có tác là bao nhiêu, để lát nữa mình kiểm tra nhé. Tại mỗi lần mua hàng đi mua nhiều lắm nên không thể nào nhớ được giá của từng món. Còn xem nào, trong mini game tiếp theo thì mọi người nhớ này, mình like này, share này, cũng như là tag tên 5 người bạn của mình vào, sau đó mới trả lời nhé. Câu số 4 mọi người ơi, mọi người tập trung nào, câu số 4 đến rồi đây. Biểu tượng logo của Couple-tech là gì? Mọi người nhớ nhá, biểu tượng này, biểu tượng logo của Couple-tech là gì? Bạn nào mà hay đi ngang qua phố Nguyễn Trãi là có tận mấy cửa tiệm của Couple-tech là chắc chắn là đều đã từng nhìn thấy rồi và nhớ rồi. Các bạn hãy nhanh tay comment nào, nhanh tay like này, share này, tag tên bạn bè này và comment đi. Biểu tượng logo của Couple-tech là gì? Trời ơi, câu hỏi này đơn giản quá, ai cũng biết, quan trọng là ai nhanh tay hơn thôi. Đúng rồi, Mỹ Linh thấy có nhiều bạn đã trả lời đúng rồi. Bạn Hoàng Long Mai, quần jean của Linh đang mặc là của Couple-tech đấy bạn ạ. Quần này thoải mái lắm. Mọi người có muốn xem không? Đây, thoải mái lắm. Quần này thì mình cạp cao đến rốn này, cho nên là mình mặc áo crop top được, xinh lắm. Wow, đây có rất là nhiều bạn. Có nhiều bạn đã comment chính xác rồi và còn comment rất là kỹ. Đấy, có bạn còn bảo là hai con thiên nga hướng vào nhau. Vâng, xin được trả lời đáp án của chúng ta, đó là đáp án hai con thiên nga mọi người nhá.
Đây, biểu tượng trên logo của CoupleTech là hai con thiên nga. Và có nhiều bạn còn trả lời kỹ hơn là hai con thiên nga hướng vào nhau, đúng không đấy mọi người ạ? Đây. Để cho mọi người xem lại này. Đó, hai con thiên nga. Rất là xinh. Và khách hàng may mắn trả lời chính xác cũng như là like, share và tag bạn bè của chúng ta thì đều có cơ hội nhận được cái voucher trị giá 300.000 đồng đến từ thương hiệu CoupleTech này mọi người. Đây. Bây giờ thì các bạn khách hàng của chúng ta còn có rất nhiều thắc mắc thì Mỹ Linh sẽ mở comment lên để xem các bạn thắc mắc gì nhé. Các bạn ơi, các bạn vào sau, các bạn đang hỏi về thể lệ à? Thế bây giờ để Mỹ Linh công bố lại cái đáp án của câu hỏi vừa rồi nhé. Có nhiều bạn đã trả lời chính xác rồi, nhưng có nhiều bạn vẫn thắc mắc là câu trả lời chính xác là gì. Thì xin Mỹ Linh xin được trả lời là câu hỏi này, biểu tượng logo của CoupleTech là gì? Thì đó là thiên nga, mọi người ạ. Thiên nga nhé, chim thiên nga này. Đây mọi người thấy không? Biểu tượng chim thiên nga đây. Và ngoài việc mình trả lời ra thì mọi người đừng quên là like này, share này, tag tên bạn bè của chúng ta vào nhé. Đây. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về cái chiếc quần jean mình đang mặc đây, đây cả cây mình đang mặc là của CoupleTech đây, cả áo thun cũng như là quần jean đều CoupleTech, mọi người có thể đến cửa hàng CoupleTech hoặc là lên website CoupleTech để xem nha. Và nếu mà các bạn còn thắc mắc là tại sao mà mình chưa nhận được mã dự thưởng thì mọi người nhớ là muốn có thể chơi game này, quay số may mắn này, chúng ta cần phải đến cửa hàng CoupleTech và mua sắm tại cửa hàng nhé. Với đơn hàng trị giá 300 ngàn nhận được một mã, mọi người nhớ nhé. Và ngoài ra thì trên tay của Mỹ Linh đây vẫn còn một chiếc khẩu trang nữa, đó là dành cho một khách hàng may mắn nữa. Mọi người còn nhớ sản phẩm này không ạ? Chiếc khẩu trang này đây là một cặp đôi không phải một chiếc đâu mọi người, một cặp đôi luôn này. Là tại vì CoupleTech thì biểu tượng luôn là dành cho là các bạn trẻ trung năng động này, chúng ta có thể là dùng thay phiên hai chiếc này hoặc là tặng cho bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta, hoặc là các cặp đôi này muốn mua tặng cho nhau này đó. Cho nên là bạn nào mà may mắn thì sẽ nhận được cái cặp đôi khẩu trang ngày hôm nay. Đây, khẩu trang này chống tia UV đến 98% mọi người nhé. Đó cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong vòng quay may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người đã sẵn sàng để cùng Mỹ Linh chơi vòng quay may mắn này chưa? Chúng ta cùng quay nhá. Nào, 3, 2, 1, quay. Xem nào, các bạn hỏi là em muốn trúng cái khẩu trang này mà không có. Thì bây giờ bạn hãy đến cửa hàng CoupleTech đi. Và mình có thể mua hàng với đơn hàng 300 nghìn sẽ nhận được một mã dự thưởng. Và khi chúng ta chơi vòng quay may mắn này thì đều có cơ hội nhận được những món quà này mọi người nhé. Vâng, xin được chúc mừng bạn Lê Thị Thùy Dương với mã dự thưởng là 717076 và 4 số cuối số điện thoại là 8431. Xin được chúc mừng bạn Lê Thị Thùy Dương. Bạn Dương online không ạ? Bạn Huyền Nhi có hỏi là mua áo tại shop có được tặng khẩu trang hay không? Thì mình xin được trả lời là không bạn ơi, chỉ khách hàng nào may mắn ngày hôm nay khi mà bạn nhận được chiếc áo này được tặng kèm khẩu trang mà thôi mọi người nhá. Đó. Và có bạn Lan Hoàng muốn hỏi là muốn chơi thì làm sao? Thì nếu bạn chơi vòng quay may mắn này thì bạn hãy mua hàng CoupleTech đi. Với đơn hàng 300 ngàn nhận được 1 mã, 600 nhận được 2 mã và 900 nhận được 3 mã. Sau đó chúng ta sẽ quay số trúng thưởng. Và ngoài ra Mỹ Linh muốn được nhắc lại cho mọi người một lần nữa, đó là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất vào ngày 30 tháng 5. Đó là chiếc Samsung S10e. Còn ngày 3 tháng 6 là chiếc iPhone XS Max mọi người nhé. Còn trong ngày hôm nay mọi người ơi, ngoài vòng quay may mắn này ra thì mình còn có những cái mini game vô cùng là hấp dẫn. Và cái câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi dành cho người may mắn này và kiên nhẫn, kiên trì và dành cho CoupleTech một tình yêu to lớn. Đó chính là
chúng ta không nhận được cái voucher trị giá 300 ngàn đồng đấy đâu, mà thay vào đó chúng ta nhận được một chiếc áo này luôn mọi người ơi. Đó, trong mini game ngày hôm nay thì bạn khách hàng nào mà kiên nhẫn xem hết livestream và không ngừng like, share cũng như là tag tên bạn bè mình vào, trả lời đúng câu hỏi của MC đưa ra, hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc áo này mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? Chiếc áo thiết kế vô cùng thời trang này. Để xem mã là gì nhá. Đây, mã của chiếc áo này là OR11012. Và kèm theo đó thì câu hỏi của mini game cũng vô cùng đơn giản thôi. Đó là các bạn hãy ngắm kỹ chiếc áo này đi và lên website kiểm tra xem mã chiếc áo này đi. Sau đó hãy cho mình link biết là giá của chiếc áo này là bao nhiêu các bạn nhá. Đây cũng chính là câu hỏi cuối cùng trong mini game của chúng ta ngày hôm nay mọi người ơi. Xem ai sẽ là người may mắn nhận được chiếc áo thun này nào. Giá của sản phẩm OR1012 cho nữ là bao nhiêu mọi người ơi? Đó, cũng là chiếc áo này luôn mọi người nhá. Với những bạn khách hàng mà mình xem ở đầu livestream thì mình có cơ hội nhận được cái phiếu quà tặng trị giá 300 ngàn đồng này. Thế nhưng với bạn nào mà kiên trì đến tận những phút cuối cùng trong livestream thì nhận được món quà còn lớn hơn mọi người nhá. Đấy, chắc chắn là giá trị của chiếc áo này phải lớn hơn 300 ngàn rồi mọi người ạ. Mọi người có thể đoán được không nào? Và nếu mình không đoán được thì mình có thể lên website của CoupleTX cũng như là ngắm nghía xem chiếc áo này. Ngoài ra còn có những mẫu mã nào khác nhá. Đó, mọi người nhớ cái mã này chưa nào? Là OR1012 dành cho nữ. Một chiếc áo chống nắng, duy trì là nhan sắc của chị em chúng ta này, che kín tay mọi người ạ. Và có túi bên trong là để rất nhiều đồ đạc, cũng như là có cả một khe để mình có thể luồn cái dây tai nghe vào khi mình đi trên đường nhá. Đó, thiết kế vô cùng là ấn tượng. Với những bạn nào mà hay đi về buổi tối này thì rất là yên tâm là mình có một cái đường like là đường phản quang này, đi buổi tối. Đó, mọi người ngắm kỹ sản phẩm này đi. Để Mỹ Linh sẽ đợi mọi người comment này, like này, rồi share này, rồi tag tên 5 người bạn vào, sau đó mới kiểm tra xem nhá. Đó, mọi người ngắm kỹ sản phẩm này. Rồi, sau đó thì bây giờ thì mình sẽ cùng xem các bạn đã trả lời chính xác nhiều chưa. Wow, có nhiều bạn trả lời chính xác lắm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi các bạn ơi, sản phẩm áo dành cho nữ với mã là OR1012 là 499 ngàn đồng mọi người nhá. 499 ngàn đồng. Mà cái giá vô cùng là hời với chúng ta khi mà có thể vừa chống nắng này, có thể vừa mặc để tránh bụi này, đi ngoài đường rất là thoải mái luôn. Như các bạn nào mà yêu thích thể thao, năng động để đi phượt thì cực kỳ mê chiếc áo này luôn. Rồi, có rất là nhiều bạn đã trả lời chính xác rồi. Các bạn nhớ nhá, vừa like vừa share tag tên 5 người bạn của chúng ta vào. Và kết quả sẽ được hiển thị ở trên fanpage của CoupleTX vào 12 giờ ngày mai mọi người nhá. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Mọi người trả lời nhiệt tình quá. Và ngoài những cái chiếc áo thun ngày hôm nay này, hay là các voucher trị giá 300 ngàn đến từ CoupleTX ra, thì mọi người đừng quên là đón xem livestream ngày mai với sản phẩm vô cùng giá trị, đó chính là chiếc Samsung S10e mọi người ơi. Đây, mọi người nhớ nhá. Tại vì là cái chuỗi ngày những cái chuỗi ngày mà mang đến sản phẩm ấn tượng của CoupleTX là kéo dài từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 cơ. Cho nên sẽ có 3 sản phẩm vô cùng là ấn tượng. Thứ nhất là chiếc Samsung Galaxy A10 là vừa mới trao cho vị khách hàng may mắn của chúng ta trong livestream hôm trước rồi. Và ngày 30 tháng 5 thì sản phẩm của chúng ta đó là Galaxy S10e mọi người ơi. Đây là một sản phẩm vô cùng là ấn tượng này, trông rất là chắc chắn đúng không nào? Còn ngày 3 tháng 6 mọi người nhớ, đó là chiếc iPhone XS Max mọi người ạ. Món quà vẫn ở đây và vẫn đang đợi chủ nhân của mình đến đón. Từ 3 phần quà giờ chỉ còn 2 thôi. Mọi người hãy nhanh tay đến mua hàng tại CoupleTX và mang đến những cái mã dự thưởng về cho mình mọi người nhé. Đó, chỉ còn 2 cái món này nữa thôi. Cho nên mọi người đừng bỏ lỡ livestream ngày mai mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo.